Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay chúng tôi xin được hướng dẫn các bạn cách sao lưu và phục hồi iPhone, iPad trên máy tính. Như các bạn đã biết, việc sao lưu là rất quan trọng. Video này giới thiệu cách các bạn sao lưu iPhone, iPad sử dụng ứng dụng iTunes của Apple. Tại phần hướng dẫn này, chúng tôi thực hiện với Mac OS X 10.9 Maverick, ứng dụng iTunes phiên bản 11.1.5 và thiết bị được sao lưu là iPad mini được cài hệ điều hành iOS 7.1. Trước tiên các bạn kết nối thiết bị với máy tính, sau đó các bạn khởi chạy ứng dụng iTunes. Sau khi chạy ứng dụng iTunes, các bạn click vào biểu tượng iPad ở góc trên bên tay phải. Tại đây các bạn đã thấy mục backup với các tùy chọn. Với các tùy chọn có thể đặt backup tự động hoặc là backup thủ công. Ngoài ra các bạn cũng có thể lựa chọn lưu file backup ở trên máy tính hoặc lưu file backup trên iCloud. Tại đây chúng tôi sử dụng lựa chọn lưu trên máy tính. Sau đó ở phía bên phải các bạn nhấn vào backup now. Nếu máy tính các bạn chưa được đồng bộ, iTunes sẽ hỏi các bạn có muốn đồng bộ hay không. Các bạn nhấn OK và chờ. Trong quá trình sao lưu, có thể iTunes sẽ hỏi bạn có muốn sao lưu các app đã được mua từ App Store hay không. Các bạn chọn Authorize. Tiếp theo các bạn điền account App Store của bạn vào. Ở thanh trên cùng các bạn có thể thấy hệ thống đang tiến hành backup iPad của bạn. Sau khi backup xong, các bạn có thể thấy máy hiện thời gian backup lần gần đây nhất của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn sao lưu lại dữ liệu, các bạn sẽ thấy nút Restore Backup được hiển thị lên. Để thực hiện phục hồi từ bản backup, các bạn cắm iPad vào máy tính của mình. Sau đó các bạn khởi chạy iTunes, vẫn ở thanh trên cùng phía bên phải. Các bạn nhấn vào biểu tượng iPad. Sau đó phần backup, tại phần iPad name các bạn chọn đúng thiết bị của mình. Các bạn nhấn vào nút Restore Backup. Như các bạn thấy, ở đây khi tôi restore lại dữ liệu thì ứng dụng iTunes báo rằng không thể restore bởi vì không còn đủ dung lượng trống ở trên iPad. Sau khi xóa bớt file video và ảnh ở trên iPad thì tôi sẽ thử tiến hành restore lại. Ở đây các bạn có thể thấy quá trình restore đã chạy. Và trên màn hình iPad có dòng chữ Restore in Progress. Sau khi ứng dụng iTunes Restore iPad của tôi xong thì iPad của tôi sẽ khởi động lại. Như vậy là việc restore đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.